Có Phật tử nói rằng á, con nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng rồi, nhưng chồng con uống rượu rồi, khi con niệm Phật chồng con chửi con và chửi cả Phật, cả Pháp, cả Tăng. Vậy con xin phép hỏi Thầy để cho con biết, trước kia con niệm Phật đọc kinh được, nhưng bây giờ khi niệm Phật đọc kinh hay ngủ gật, và như ai bịt lấy họng. Con Phật tử Trần Vinh. Phật tử nói rằng đây nhất tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà chồng cứ uống rượu vào là chồng lại chửi, thậm chí chửi cả Phật, cả Pháp, cả Tăng nữa. Đây là nghiệp chướng của vị đấy, cộng nghiệp đấy. Thôi cố gắng mà sám hối, phóng sinh, rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho vị Bồ Tát ở bên cạnh mình đấy. Đấy là Bồ Tát đấy. Chúng ta Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, quay oan gia trái chủ như là Bồ Tát thì chúng ta mới tu được thành tựu. Họ chửi ta, ta đừng có thoái tâm. Họ mắng ta, ta đừng có bỏ đạo. Họ không cho ta tụng kinh to, tội gì? Ta niệm Phật ở trong gì? Ở trong tâm. Niệm bằng cách gì ạ? Gọi là kim cang trì. Chỉ niệm Phật máy máy ở trên môi thôi. Cứ bốn câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta niệm cứ A Di Đà Phật nhẹ nhàng như thế, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, bốn câu A Di Đà Phật như vậy, hoặc sáu câu Nam Mô A Di Đà Phật như vậy chẳng hạn. Duyên không đủ để cho chúng ta lập đàn tràng tụng kinh gõ mõ to tiếng. Chúng ta có cách tu là kim cang trì niệm Phật. Công đức so với tụng kinh to tiếng không có gì khác biệt cả. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là tất cả những vị chửi mắng ta, ta coi họ như là Bồ Tát, là đối tượng để thúc liễm thân tâm tiến tu đạo nghiệp cho ta, thì ta sẽ chắc chắn sẽ trở thành một vị Bồ Tát trong nay mai thôi. Cho nên không phải lo cái điều đó. Ông càng chửi ta càng niệm Phật nhiều hơn, ông càng cấm ta càng kim cang trì mạnh hơn, ta càng phát nguyện sớm nhìn thấy là gì? Thế giới này là khổ, khổ thật sự, khổ ngay trong cuộc sống gia đình chúng ta, khổ ngay trong bản thân của chúng ta, mà muốn thoát khổ, mà cái con đường muốn thoát khổ duy nhất trong thời mạt pháp này, nhanh nhất và duy nhất, đó là niệm Phật cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và chúc Phật tử sớm đạt được cái tâm nguyện của mình, nếu đừng có sợ chết. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.